Bạn ơi, Thái ơi, đẩy cho anh hai cái gôn về đằng sau ấy. Đấy, đẩy đẩy sát à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thế về làm highlight cho nó luôn. Quỳnh em quay quận à? Quay cận, cứ quay cận. Hey! Oh!
Anh che lên tí nữa hết hiệp thì cất đi chụp ảnh đi. Áo ở trong ba lô anh ấy, lấy cái áo phủ lên hoặc cho cái đấy vào trong ba lô luôn được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tí anh khoác cái áo ép của anh là được. Anh khoác cái áo gió của anh là được để nó hết nhịp á. Thằng 12 này sút tốt nhỉ. Em có mưa tiện lợi đấy. Tiện lợi là thế nào? Áo mưa mỏng. À thôi được rồi, anh có áo kia rồi. Ui giời. Tay. Có chính vào màn hình không? Cứ á. Không. Có anh phải lau đi. Tí nữa nó hết nhập anh lấy cái áo kia. Vương anh mang ở đây ngồi dưới bắn là đẹp ấy. Cho sang đây, cho lạch một tí rồi anh ạ. Ừ. Đây được mà. Gôn đáy tí. Đấy, sang kia tí. Ừ. Để cho nó giữa cho nó đẹp. Đây, ra đây quay đi để anh cho lạch cùng được mà anh. Anh đáy cho. Cho lạch gôn tí mà highlight này quan trọng gì. À, thì nó lên lên nó đầy đủ. Đây mình quay đi. Đây. Mất bàn. Mất bàn.
Đây, hồ này bắn này. Quá đẹp à. Đẹp rồi. Ok. Chỗ anh này, chờ chút anh cho anh xịt vào. Ui giời. Ngồi trước anh, đây ngồi trước đây này. Đấy. Ừ. Chết lag à lên ra góc thịt nghe đặt quả bóng mà có lấy chụp sẵn rồi. Ui giời, thế là nghỉ uống. Con của em là con gì đấy? Con này. Ừ. 72 Không. 7D2 à. Thế thằng nào ngon vậy. Chết. Chứ chả là đi cỡ mình cứ hô. Người của mấy hai lai. Cái đoạn tình huống kiểu hô. Người của mấy hai lai. Không dám tiến đi. Mình cắt mà. Cô gọi đi tiến sân thôi. Ôi, về.
Ê, lấy lấy bóng, bỏ đi, bỏ lại. Đây mà. Bóng đi, có bóng đá. Đá trên, đá trên. Đá đấy, ok. Bằng như đừng bị phá. Bên đây hai là ở đâu? Của ai? Của bọn em. Ờ. Mới lâu mà. Mới mua. Mua gần năm. Mua một body nhiều tiền không? Nhưng mà mười mấy triệu. Đâu? Rồi, hết rồi, hết rồi. Ok. Cũng là hàng crop đúng không? Crop. Vua crop. Ông vua crop. Ừ, nó có hạt mưa dính vào cằm rồi các thứ. Không đối sân à? Đâu không có tên đội. Trông có béo lắm đó mà ông Dương cũng phải mặc áo vừa giảm cân. Thành đồng bắt xa nhé. Vào ra đường sau, đường sau. Lập về sân nhà. Anh đi, nay được hai phát rồi đấy. Đại kiến được, đại kiến đấy, đại kiến. Trắng một.
Cô Hồ Sơn nó thay đổi hình khác rồi, đúng không? Vâng. Rồi bị ép gớm. Anh đang ở Hòa Cầu. Có hẹn 9-10 giờ mà. Thường hẹn 9-10 giờ. Được thế. Đứng chưa? Bóng bên này trước. Nói luôn. Ê, xin. Tình huống nào? Cái chú ý. Chưa được suất nào đang vui nha.
suất nào đang chú ý à? Hai đều đấy. Chuẩn bài nhá lại thứ hai đấy. Lâu lắm rồi không quay, hôm nay không quay. Thực sự thì ở nhiều sân này, à đây một cái phương án để có thể quay nữa, anh em có thể nhìn nữa là nếu như có chỗ có khán đài và góc quay thuận lợi thì chúng tôi có thể đứng quay được, đứng lên để quay, không thì chúng tôi phải đứng dưới đất như này hoặc là cần phải thuê những bộ giàn tháo, và nếu trời mưa thì quả thật nó không thuận lợi một chút nào, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Sân chơi bóng nước và những ngày thì mình phải cắt được Oh!
Đội đi mũ vào. Đội mưa to. Đội mưa. Quay slow motion tí. Hạt mưa đúng không? Bài chiến thuật đẹp đấy Cường. Có hai bàn. Trời mưa càng thêm lãng mạn. Alo. Ừ. Vâng. Sao tối đây? Con đang đi quay. Đi ra nhà đi. Từ từ nhà đi gọi luôn. Vâng, tí tí thôi về con gọi. Ừ. Vâng vâng. Đang quay à? Vâng. Vâng vâng. Đây là thấy biết cu to rồi đấy. Đổi đây. Xe kia đi luôn, chưa kịp.
thu đồ đi. Ừ. Thu đồ trước đây. Tôi quay hết mà. Ừ, biết rồi. Không đang nói hay bảo nói Quỳnh. Được 20 phút, được 20, được 20 phút. Phỏng vấn chưa? Lên phỏng vấn đi. Mất quá. Xa quá. Ui giời. Đi quá. Chặn rồi, chặn rồi, rồi. Của đấy mà trinh giữa thì ngon đấy. Mà đang lấy ông ở dưới, ông ở trên ông bay cao quá. Lấy. Cùng phương. Ui. Ui. Nhạc của bọn này là cũng không bị bản quyền đâu nhỉ Cường nhỉ? Không. Tắp tên là gì? Viva Video. Để không dùng được mà xóa đi thì tiếc. Không dùng được, cái này không dùng được. Bên này, sang bên này là cô bà. Đấy, được rồi, pha đấy không? Được. Rồi, anh nhìn quả văn minh ạ. Về crop lại cho trấn ở giữa là đẹp đấy. Thêm quả chổi nữa là từ Bobby Potter này. Come on!
Camay editor. Cái này nó có nhạc sản của nó à? Có phải gọi là director, vừa quay phim vừa dàn dựng. Nó có project cho mình kéo suất nào vào thì là nó theo đấy. Kèm nhạc rồi. Anh mua cái này bao nhiêu? 300 một năm. Giá là ông Hưng này nhiều khi chém to kho mát lắm, kéo chuẩn lắm. Đây nhà tuyến 2 đấy. Tám cái thằng Huy Hoàng. Tuấn đi theo sát vào Tuấn. Ông anh hậu vệ trái này là một thời phụ chỉ. Quá Pablo. Chưa đánh người. Đi lên.
Zone này phi ghê quá. Tiến đi đà. Học luôn. Đâu? Gọi là quý tránh rồi. Ngày thứ tư đúng không? Vâng, thứ tư. Thứ tư của tôi tư. Vậy tầm thứ sáu lên nhỉ? Lên thì bấy lâu nhỉ? Sáng mai trả anh Lai, trả ánh, rồi thứ sáu lên. Sáng thứ sáu lên là đi. Nghỉ à? Tiếc mỗi quần à? Cảnh nghe lại xóa luôn. Cái đây thì phải xóa chứ còn gì nữa, dùng được cái gì đâu. Xuống lên. Lên quả. Cái đầu nữa thôi là đẹp. Hay nhỉ hả? Nó đi công mạng video chưa lên. Wi-Fi 4G chờ lúc. Còn đang xét duyệt. Cái túp chuyển sang pam rồi đúng không ạ? Ừ. Ở dưới cái Hải Dương kia là... Ngày trước là C4 Studio Hải Dương đấy. Pam hết rồi. Đứng dọn 2 thôi. Giải bạn U có thằng nào nổi bật không anh? Bạn U 11, U 10. Có mà nhiều. Anh không theo dõi sát nhưng có đây, nhiều đấy. Thằng cẩm giàng. Nhiều thằng hay lắm. Anh không thể quay sát nhưng có nhiều đấy. Cậm giàng. Nhiều thằng hay lắm. Ôi
42. Tình hình này là chú phải không bài quả. Ta ấy nữa này. Cắt cả luôn. Cắt luôn. Có về, có về, có về. Chỉ có cái nó chạy một hai người trên. Rồi, đá đây, theo, theo, theo. Chết biết vào. Rồi, theo đi, theo đi. Lại đẩy lên quý! Chết quá! Ê! Ê! Phát! Phát lên nào! Hay dạ! Chửi rỗi mình phải về! Đời làm vô đây nhỉ? Đời phải 5-6 ông vô. Đôi chắc này! Gì? Chửi hơi bị ác luôn. Hơi bị quá em phải chửi chứ. Tổ này đéo lên được bóng luôn. Quèo sang đây à? Quèo nó cứ trông như này. Pin để mua ở đâu được ca nhỉ? Pin điện thoại mà. Mai mua đâu, cái pin này bị phồng mẹ này. Sạc nhiều. Có sạc có dùng mà. Cái gì không? Không. Có sạc có dùng đâu. Cứ sạc rút ra sạc như cái nhiều sạc qua đêm ấy. Ngâm lâu rồi. Bình thường được lâu lâu chứ bây giờ được ít. Như này được có 3 tiếng đầy. 3 tiếng báo đỏ. Mai xem Lùng mua được đâu. Ra đây hỏi đông đơ, đông đơ biết mua không ấy thì chế. Chế có pin điện thoại mỏng mỏng cho mà. Số vôn nó 5V thôi mà. Chơi hẳn đi AQ mà. Cô mẹ nó khổ nó phát lỏ. Cà khỉ à. Thank you.
đâu. Đúng không? Idol live stream đấy. Vương ơi, mày phát wifi cho anh mấy phút này. Mai phải đổi bịp mẹ cái con này dùng khó chịu vãi lồng ra. Pin à? Không, 4G của Mobifone này. Dùng hết tốc độ cao phát nhục luôn. Cái nơi hoan này chứ cái trên tư vi không. Ui. Ông đổi sang cái gói villa mà dùng. À ừ không, đổi sang cái loại 2GB một ngày ấy. Để lên anh Trung, để lên, để lên. 2GB một ngày ông dùng vẫn ít thiếu. Không, 4GB một ngày. Thế là mày không mấy nhiều mà. Ra ngoài về nhà wifi rồi. Em buổi em gói 2GB này mà một ngày may dùng hết mấy mê. Cường nó đi nhiều. Dùng cái 149 của villa ấy. Ngon luôn. Villa khỏe. Mười bảy. À đấy là vào hai like rồi. Quá mệt quả đấy lại còn còn ten chưa? Lòng ngon. Lòng lòng ngon anh ạ. Quả acid gót ấy. Gót acid. Màu trần của cô dâu 8 tuổi. Nhạc hết sức căng nhạc. Lâu không quay tay cũng cứng ấy. May chưa mất bàn nào. Ừ.
này, một dưới này. Cho khán giả xem hả em? Cho người ta đóng về. Có lên. Đá bóng mà không xe mới đá được gì. Anh này tên thật là anh Âu ấy. Hoài Anh chắc là tên con gái. Đấy, tên thật là Hoài Anh ấy. Hả? Âu là tên thật là Hoài ấy. Sợ đang sợ nhận bóng. Đi đây. Cái quải này. Đừng chuyền. Đâu anh? Đá luôn. Đá luôn, đá luôn. Đùa. Đùa. Tên ông già Việt thống bành đi tên nói luôn nhìn thấy sợ chưa Arsenal và Trung Quốc họp khẩn về ứng phó với dịch virus corona. Chúng mấy áo khác màu này là thằng nào đấy? Libero. Tốc chậm để đạt được quả đạt đạt bóng. Sida rồi đúng không? À, chứ tôi chắc. Ừ. À, em lên hàng chiều rồi. Ừ. Chiều phải là. Bọn mình trẻ đã tốt đấy nhỉ? Ừ.
mấy em nó ấy phết đấy. Bạn thằng còn hơi chủ quan với hơi ấy thôi, nhưng mà mấy thằng đá tốt đấy. Chúng một tổ hai. Thằng còn hơi ham cầm bóng tí thôi, nhưng mà đẩy lên ui rồi bị bắp lồn. Bố lô chửi vui phết. Tính nhá, em hiểu mày chậu đi ạ, nóng. Tức cứ toàn mấy thằng. Đi chung, đi chung. Không, Quế. Sát luôn, sát luôn. Trái, con trái, con đây. Không, quay đuổi. Ê, Quế. 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 Chẳng bán. Quay đi, quay đi, quay đi. Em đứng ở trên. Sân này hai bên chiều ấy nó đẩy vẽ vào khoảng tầm tí nữa đẹp hơn. Khoảng nào nhỉ? Nó vuông. Hiện tại bây giờ đang vá tạm 4 sân thành 2 sân. Nhưng sắp tới nó có đang dự định nó chia cả sân này thành 3 sân dọc như này. Đấy. Thế lại thành hẹp quá. Không. Nhưng mà nếu mà nó lấy ra khoảng lần nào đấy nó đỡ hơn chứ. Như này nó vuông quá đây này. Hai đường biên này nó bị hơi vuông. Lấy hết đất được thì dướng cột. Dở dang thế. Đây này, cái này là cái chiều dài của cái này là vừa, nhưng cái chiều này lại hơi ngắn. Nhưng mà đá 4 thì lại ngắn. Nhưng mà cái này nó đang bị cái là cái nó hơi rộng cái bề ngang này so với cái chiều dọc đó. Nếu đá như bây giờ này thì là cái chiều ngang này thành rộng. Đấy, nó hơi rộng quá. Thì không thì lại lấy nó lấy khoảng tầm một vạch. Vạch mỗi bên đấy. Coi như mỗi bên một nửa vạch, coi như cái này vào thì tầm cái xanh này. Chung còn nó là dần dần. Đấy. Chia hơi vuông. Chia làm hai sân như này. Sân này là vuông. Sân này là gần như là vuông. Không ai đón được. Xuống biên đã hơi mất cảm giác. Ra đây, ra đây. Khán đài của bọn đấy đẹp, khán đài của bọn Hoàng Mai đẹp thật, rộng quá đai. Gác cho quang hít của đau phết. Quay lại. Em một rồi.
Giải thể thao rất là quận được. Chỉ mẹ. Cái việc nhìn nó đỡ ổn đầu. Đây, lên đi. Nó bóng rồi rồi. Cái lá đi rồi rồi. Rồi ơi. Sợ sợ em ạ. Quan. Tiếp. Đỡ này cây số. Sao? Đông nó khỏe quá. Tí nữa ba về, chờ ba tí nhá. Ok. Bài nhá. Đọc. Chưa gì nữa gọi. Ôi. Ờ, có ok mua. Okay. Bạn ơi. Hiệu ứng nhiều quá anh ạ. Trông hơi khó chịu đấy. Mưa. Mấy giờ anh ạ? Sao bây giờ em ơi? Đá đến 9 rưỡi rồi mà. Anh cần của trang mình. Ok. Anh gửi mình lại rồi. Ui giời. Ok. Quá ngon gờ. Cố lên. Anh em nhá. Ok.